Nhiều lao động trong lĩnh vực hàng không tại Anh đã phải từ bỏ công việc hiện tại để kiếm kế sinh nhai mới sau khi lệnh giãn cách khiến phần lớn nhiều hãng bay buộc phải đáp chiếu. Thế nhưng, với ông Dennis, cựu nhân viên hãng hàng không British Airways cũng như rất nhiều những lao động khác, sự thay đổi này không hề dễ dàng chút nào. Thật là đáng sợ. Mọi kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của chúng tôi đều chỉ giới hạn trong sân bay này, trong khi để chuyển việc, bạn phải biết cách dùng Excel và nhiều thứ khác nữa. Con trai ông, anh Amma, cựu nhân viên tại sân bay Gatwick cũng đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. 2/3 số nhân viên mà tôi biết đều đã mất việc hoặc đều chấp nhận đào tạo lại từ đầu để chuyển sang một lĩnh vực mới. Điều này khá khó khăn vì công việc văn phòng tại sân bay rất là đặc thù, trong khi những công việc bên ngoài khác thì thiên về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hồi đầu tháng này, đại diện ban quản lý các sân bay và hãng hàng không thậm chí đã khởi kiện chính phủ Anh về các chính sách hạn chế du lịch nhằm cứu ngành hàng không cùng rất nhiều những nhân viên khác khỏi tình trạng mất việc làm. Họ kêu gọi sự minh bạch, rõ ràng hơn trong tiêu chí xếp hạng điểm đến an toàn để có thể sớm lên kế hoạch nối lại các đường bay. Tuyên bố của giới chức Anh về các chính sách đi lại được cho là vô cùng quan trọng bởi kinh tế quốc gia này phụ thuộc phần lớn vào du lịch. Năm 2019, nước Anh đón tới 16,4 triệu lượt du khách, gấp 4 lần lượng khách du lịch đến đây vào năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.